Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay xin mời các anh cùng bắt khui thùng và đánh giá chi tiết về Lichtman L550AX, một mẫu âm ly thuần Class A có cái khả năng thể hiện những cái tiết tấu âm sắc một cách cực kỳ chuẩn xác. Sản phẩm này bắt đấu giá về tới Việt Nam với tình trạng nguyên thùng, đầy đủ những phụ kiện zin đi kèm, và lúc bắt mua đấu giá thì thân máy chính cực kỳ mới luôn nha. Điểm đặc biệt là sản phẩm của chúng ta đợt này có một mức giá rẻ hơn rất nhiều so với trước đây. Con máy này với tình trạng mới gần như là 99% với mức giá chỉ 52 triệu thôi các anh. Và mức giá này nó còn rẻ hơn là những cái con máy không thùng trước đây nữa ha. Bây giờ thì các anh quan sát sơ về cái phần thùng ở bên ngoài. Chi tiết này thì không quá quan trọng nhưng nó sẽ có giá trị về mặt sưu tầm. Và các anh thấy là phần thùng của chúng ta còn rất là đẹp, gần như không có bị rách và không có bị những cái tác động gì xấu cả. Cái quan trọng ở cái phần thùng nguyên bản này là cái phần mút của nó các anh. Mút của những con Lichtman này nó làm rất là to bản nha. Rất là to bản. Và cái độ đàn hồi của nó rất là tốt. Gần như là chúng ta không có thể bấm vào được. Thành ra là nó bảo vệ cái sản phẩm của mình trên quá trình vận chuyển cực kỳ hoàn hảo luôn. Mình đóng bằng những cái phụ kiện ngoài á, hầu như không bao giờ mà nó có được một cái độ an toàn giống như là thùng nguyên bản cả. Tại vì nó có khuôn sẵn rồi các anh. Bây giờ thì bác sẽ bóc cái sản phẩm của chúng ta lên kệ để mình đánh giá tỉ mỉ hơn từ trước sau trong ngoài luôn nha. Bác vừa quan sát sơ một vòng, tình trạng con máy lần này của chúng ta cực kỳ mới các anh. Tí xíu nữa mình đánh giá luôn về khoang nội thất ở bên trong nha. Với mức giá rất là tốt ở thời điểm hiện tại thì sở hữu 550AX cực kỳ hợp lý các anh. Chúng ta có thể quan sát tỉ mỉ hơn một chút về những cái phụ kiện đi kèm. Mình sẽ có dây nguồn zin. Đây là dây chính hãng và dây theo máy nha. Còn rất là mới nha các anh. Remote được làm bằng nhôm nguyên khối, và đây là một chi tiết rất là quan trọng, tại vì ở bên trên máy nó sẽ có một vài cái tính năng nó không hiển thị trên cái phần hiệu chỉnh mà chúng ta phải sử dụng ở trên remote. Ví dụ như là chức năng low net là một chức năng mình rất là hay dùng nè. Remote còn rất là mới nha. Ở bên này là catalog với đầy đủ những cái thông số kỹ thuật liên quan của máy. Nếu cần thì các anh có thể tham khảo kỹ hơn. Dòng này thì trước đây Bách đã có giới thiệu rất là chi tiết rồi, và nếu cần thì các anh cũng có thể xem lại cái video lần trước nha. Một chi tiết rất là quan trọng đối với những cái sản phẩm cao cấp như thế này, đó là gương mặt. Thì bác sẽ quay thật là gần để các anh dễ đánh giá. Mặt của con máy này không có bất kỳ một tì vết nào, dù là nhỏ nhất luôn ha các anh. Chúng ta sẽ quan sát dần từ trái qua phải. Đèn sáng rất là đều ha. Cái lỗ cắm phôi 6 ly ở đây thì các anh có thể thấy lớp mạ vàng của nó còn rất là sáng màu nè. Gương mặt này 10 điểm ha các anh. Không có bất kỳ một cái gì để chúng ta phải quan ngại cả. Đây là phần nắp lưng. Vỏ của con này nó rất là dày nha. Nó dày tới khoảng 1 ly lận. Cho nên cái tình trạng cong võng của nó cũng hiếm khi xảy ra lắm. Toàn bộ cái phần bề mặt này sẽ là sơn nhám nha các anh. Sơn nhám. Và bề mặt thì hoàn toàn không có trầy xước gì. Những cái sản phẩm mà mình mua về với tình trạng có thùng nguyên bản đi kèm á, thì hầu như là nó không có bị cấn mốp hay là bị tác động gì trên quá trình vận chuyển quốc tế cả. Bác sẽ quay luôn phần mặt sau và khoang nội thất bên trong để chúng ta ngắm nhìn kỹ hơn nha. Sản phẩm lần này của chúng ta sẽ có series là 1242D, được sản xuất vào năm 2015 tại Nhật. Và trên con máy này thì nó có in rõ về năm sản xuất cho chúng ta biết luôn. Tất cả những chi tiết đầu cuối như chạm loa và rắc cắm AV với lớp mạ vàng còn rất là mới nè. Kể cả là cái phần cọc cắm dây mát. Và nhớ con máy đời cao này thì nó được mạ một cái lớp vàng rất là dày, cho nên các anh thấy màu sắc của nó cũng khác so với những cái con ở phân khúc tầm trung và bình dân hơn. Ở cái phần chạm loa này thì toàn bộ hai cầu A và B sẽ được WBT thực hiện. Đây là một cái thương hiệu chuyên sản xuất những cái phụ kiện đồ chơi âm thanh rất là nổi tiếng của Đức. Và cái này thì các anh có thể cắm sắt bắp chuối từ phía sau, sắt mỏ chim, dây trần hoặc là càng cua thì các anh có thể nới cái phần này ra, sau đó chúng ta cắm vào đây và siết lại thôi nha. Rất là thuận tiện. Cái này thì nó cũng có một cái rất là hay, đó là nó bọc nhựa trong suốt ở bên ngoài. Ngoại trừ việc tăng tính thẩm mỹ ra thì nó cũng giúp bảo vệ được cái điểm tiếp xúc này tốt hơn, không có bị oxy hóa. Mình sẽ có thêm hai cái cổng đầu vào cho sắt ba lăng ha. Bên trên cái bề mặt này còn nguyên bụi nha các anh. Bách vừa tháo nắp lưng ra và chưa có bất kỳ một tác động gì, chúng ta sẽ có một ít bụi mịn ở đây. Nhưng nhìn chung thì từ góc cạnh, bề mặt sơn cho tới tất cả những chi tiết đều còn rất là mới. Các anh quan sát tổng thể về khoang nội thất ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có một ít bụi, rất ít thôi. Và chủ yếu là cái tình trạng màu sắc của khoang nội thất còn rất là mới.
Bách rất là thích cái thiết kế và cái cách bày trí khoang nội thất của Lichtman cũng như là Cofay, tại vì họ sắp xếp một cách rất là ngăn nắp các anh. Kể cả những cái người mà không chuyên về kỹ thuật giống như chúng ta thì mình cũng nhìn vào là mình có thể biết được cái bo đó nó đóng vai trò gì liền. Ví dụ như ở đây là bộ khuếch đại nè, đặt tách biệt hai bên, phần rề thì nằm ở phía trước và ở đây là bo nguồn, chúng ta sẽ có những cái bo tiếp nhận tín hiệu đầu vào cũng giống như là xuất âm thanh ra này. Rất là gọn gàng và rất là dễ để chúng ta có thể cảm nhận được cái sự hoành tráng trong con máy ha các anh. Trên tân phô thì chúng ta sẽ có logo của Lichtman này. Tân phô cũng còn rất là mới nha. Mặc dù những con Class A này thì nó sinh nhiệt khá lớn nhưng mà cái lớp đồng này nó còn khá là đẹp này. Tất cả những cái tụ này phẳng tuyệt đối nha. Không có bất kỳ một cái dấu hiệu bị biến dạng hay là phồng dọt gì. Một ít bụi đặc trưng ở đây thôi các anh. Rất ít bụi. Cái này thì mình sẽ giữ nguyên ha, không cần phải can thiệp gì thêm. Toàn bộ khung xương của 550AX nó sẽ được sơn tĩnh điện màu đen hết, thành ra là gần như không có dấu hiệu đổi màu hay là biến dạng gì. Bề mặt rất là đẹp, tất cả chi tiết hiện diện ở đây. Có rất nhiều khách hàng hỏi Bách về việc có nên gắn quạt tải nhiệt cho âm ly hay không, đặc biệt là những cái mẫu âm ly chạy mạch Class A như thế này. Tại vì chúng ta đều biết là những cái dòng âm ly chạy thuần Class A thì nó sử dụng hết 70% năng lượng để sinh ra nhiệt rồi. Thành ra là cái nhiệt lượng của nó lớn hơn rất nhiều so với các cái mẫu âm ly chạy mạch Class AB hoặc là Class D. Tuy nhiên câu trả lời chính xác vẫn là không nên gắn quạt tản nhiệt nha các anh. Tại vì khi gắn quạt, kể cả là quạt thổi không khí vào hoặc là hút ra thì cái luồng không khí đối lưu đó nó vẫn mang theo một cái lượng bụi rất là lớn, và cái lượng bụi đó nó sẽ sớm làm cho cái âm ly của chúng ta gặp vấn đề trước khi mà cái âm ly nó ảnh hưởng bởi phần nhiệt ha. Và yếu tố thứ hai không nên gắn quạt á, tại vì khi mà thiết kế ra một cái mẫu máy như thế này, tất cả kỹ sư của hãng họ đều nghiên cứu tới cái phần đó hết rồi các anh. Họ đều nghiên cứu cho một cái bộ tải nhiệt làm sao đó nó có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài ở điều kiện bình thường. Cho nên là chúng ta cũng không cần thiết phải thêm hay là bớt những cái yếu tố đó. Thế vì vậy thì chúng ta có thể tạo cho nó một cái không gian thoáng một chút xíu. Không nên là lấy khăn che lại lúc máy đang sử dụng nha các anh. Trường hợp này thì Bách gặp rồi nè. Ví dụ như nhiều anh khách thì rất là kỹ. Khi mà không dùng thì đậy hết con máy lại bằng một cái khăn rất là dày. Và khi sử dụng á, thì chỉ vén cái phần gương mặt của nó lên thôi và che hết toàn bộ phần nắp lưng luôn. Khi mà lại gần cái máy á, thấy cái khoang máy nó nóng sôi rồi các anh, thì rõ ràng là như vậy nó sẽ rất là ảnh hưởng ha. Đôi khi mình kỹ như vậy nó cũng không có hay. Còn cái việc gắn quạt tản nhiệt thì khẳng định với các anh là tốt hơn hết, không nên gắn, đặc biệt là ở thị trường Việt Nam với cái lượng bụi và cái lượng ô nhiễm trong không khí rất là cao. Sản phẩm 505 UX lần này của chúng ta với tình trạng cực kỳ mới, chúng ta sẽ có đầy đủ những cái phụ kiện zin đi kèm cũng như là một cái thùng nguyên bản với một mức giá rất là hợp lý, chỉ 52 triệu thôi. Nếu các anh có thêm những thắc mắc hay nhu cầu gì phát sinh, các anh vui lòng gọi trực tiếp với Bách qua số điện thoại trên tiêu đề của video nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh trong các video lần sau ạ.